Tiếp theo là phần chánh văn. Thương đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng, làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, tạo nhiều cánh giá chân thì chẳng theo. Có tiền chơi có bỏ theo, chết rồi tế lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Chú thích: xình xoàn cũng gọi là xoàn xoàn, có nghĩa là chến choáng, chán dáng, say rượu. Ví dụ: mới ba ly đã xình xoàn. Làm tuần là lễ cầu siêu và cúng người chết, mỗi tuần 7 ngày một thất, hoặc 21 ngày 3 thất, hay 49 ngày 7 thất, 100 ngày gọi là bá nhật, rồi giáp năm hoặc giáp 2 năm, mãn tang hay mãn khó. Tế lễ bò heo: từ trước những gia đình giàu sang, trong nhà có người chết, họ liệm vô quan tài, quàn lại đó rồi giết bò heo cúng tế cả tuần mới đem chôn. Điều này xét ra rất sai lầm, bởi làm thế người chết đâu có ăn được, lại còn mang thêm nghiệp tội. Xưa kia có một trưởng giả rất giàu có, thâm tín Tam Bảo, thường làm nhân bố thí. Sau khi mạng chung, con cháu dùng quả táng thu nhặt tro tàn đựng vào bình đặt lên bàn hương án. Chúng chuẩn bị gà heo cùng các thứ cao lương quý giá cúng kiến lên đình, rồi xúm nhau khóc kể thảm thiết. Nhờ nhân bố thí, hồn trưởng giả được sanh về cõi trời làm vị thiên đế. Ông nhìn xuống thấy con cháu dại dột, vì thương cha mẹ làm việc vô ích, muốn thức tỉnh con cháu, ông bèn hóa ra tên một đồng, tay ôm bó cỏ, tay dắt trâu đến sân nhà tế lễ ấy. Đến nơi vừa cột trâu, trâu ngã ra chết. Một đồng lấy cỏ đút vào mồm trâu, bảo: ăn đi trâu, ăn đi trâu. Trâu ăn không được, nó giận dữ lấy roi đánh đập, quát tháo ầm ĩ. Mấy người con trưởng giả thấy vậy bảo: này chú bé kia, sao khờ khạo đến thế? Trâu đã chết làm sao ăn được nữa, mà phải hoài công la hét. Đứa bé đáp: trâu tôi mới chết, mồm miệng vẫn còn đây, còn có thể hy vọng hơn các người bài lễ linh đình trước bình tro tàn rồi khóc kể có không gì. Cả nhà trưởng giả nghe câu trả lời của đứa bé, ngạc nhiên tỉnh ngộ,
hỏi: "Ồ, thật rất thông minh. Ngươi là con nhà ai và ở đâu đến đây?" Đứa bé đáp: "Ta chính là trưởng giả cha các ngươi đây. Nhờ phụng sự Phật pháp mà nay ta đã sanh thiên. Thấy các ngươi không nghe lời ta, lo tu hành, mãi đeo đắm tình thương quyến thuộc, làm điều vô ích, lại gây thêm nghiệp sát hại, nên về đây giác tỉnh các ngươi. Nếu chẳng sớm cải hối, ta cùng các ngươi đồng dương thêm nghiệp tội không nhỏ." Nói xong, thiên đế biến lên thiên cung, con cháu đồng ăn năn tỉnh ngộ, bỏ việc sát sanh. Lúc Đức Phật còn trụ thế, Ngài thường dạy các môn đồ: "Nếu ai vì thân nhân quá giảng mà tu tập các việc phước đức, thì trong 7 phần vong nhân hưởng 1, 6 phần kia người sống tự hưởng. Trái lại, nếu vì người chết mà sát hại sanh vật cúng tế, tạo nhiều nghiệp ác, ắt vong nhân phải chịu quả lây." Ngày nay Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng giác tỉnh. Đôi lời kể lại nỗi hàn huyên, ma lớn chai to phí lắm tiền, tưởng vậy sát thân đa hạnh phúc, nào hai hồn phách lắm quan khiên. Thiếu gì là thiếu chi nhiều lắm. Biết nhượng biết tùy là biết nhân nhượng nhún nhường và vâng lời thuận thảo. Lược giải từ câu 337 đến câu 352: Vì lòng thương đời, Đức Thầy mới phân giải rõ ràng. Từ trước những đám làm tuần, người ta thường bày ra tiệc lễ linh đình, sai xưa rượu thịt. Đã sai, đâu còn phân biệt phải quấy, nên giữa anh em tộc họ thường xảy ra cuộc chửi mắng, ấu đả lẫn nhau. Như vậy đâu có ích lợi và an ổn chút nào đâu. Ở đời khi có việc xảy ra, người ta ít chịu nhận xét cho chính xác để làm theo chân lý. Phần đông là họ cứ bày vẽ nhiều việc lạ lùng, toàn là giả dối. Cho nên Đức Thầy dạy hãy bỏ tục lệ đem tiền cổ theo cho người quá giảng. Bởi kẻ chết đã sang qua cảnh giới khác thì tiền bạc và vật thực cõi này chẳng xài được. Còn việc sát hại gà vịt bò heo lại là vô lý và tai hại hơn nữa. Vì làm thế, người chết không dùng được mà còn mang thêm nghiệp quả. Vậy ai là người biết giác ngộ tu hành, muốn báo hiếu cho đúng cách, thì lúc cha mẹ còn sanh tiền nên cung phụng các thức ăn mặc ở cho đầy đủ. Thường thấy nhiều người không biết bổn phận đối với cha mẹ, lại còn ăn nói nghênh ngang hỗn ẩu, thật là điều tội lỗi đáng trách. Còn người khôn ngoan đạo đức, lúc nào cũng vâng lời cha mẹ, việc cư xử trong gia đình thân tộc đều biết nhân nhượng thuận hòa, khiến cha mẹ được hài lòng. Đức Thầy đã vạch rõ con đường đạo hạnh, chúng sanh nào muốn đạt đến chỗ vinh quang hạnh phúc, cứ nương theo đó tiến hành, ắt sẽ được toại nguyện.